Chào bạn, tình cờ hôm qua tôi mới thấy một cái quạt từ thời bao cấp. Cái quạt này người ta thường gọi là quạt con cóc hay là quạt 35, tức là 35W. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, cái chân trước đây có cái ba cái núm cao su để chống rung thì bây giờ nó đã nát hết, thì người ta thay bằng cái dây chun buộc tạ. Đấy, hiện nay ông chủ vẫn dùng nó để quạt lò, và thỉnh thoảng ngoài sân ngoài vườn thì lôi ra quạt bát, nó vẫn quạt tốt. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, đúng là quạt từ thời bao cấp đây. Đây, chú cắm điện đi. Đấy, các bạn thấy không? Quạt rất khỏe. Đấy, và khá là êm. Ok đấy, rất ngon. Cái quạt này thì thời bao cấp thì có khi cả gia đình 5-6 người cũng chỉ có một cái thôi. Đấy, và khi ban đêm nó hoạt động thì nó hoạt động cả đêm nên là rất là nóng. Thì thường thường người ta giấm ướt một cái khăn mặt đấy, người ta đắp lên đây để cho quạt nó mát, coi như cả nhà nằm trên một cái giường 3-4 người đấy, có khi chỉ có một cái quạt này thôi đấy, mà không phải ai cũng mua được cái quạt này đâu nhá, phải tiêu chuẩn phân phối đấy. Đấy, ngày xưa nó phải là lao động tiên tiến hoặc là chiến sĩ thi đua đấy, phải bình bầu đấy, chia nhau chứ không phải ai cũng được mua cái quạt này đâu. Cái này có khoảng 30 năm rồi, khoảng từ những năm 80, cái thế hệ quạt này này ra từ những năm 70, thì còn cái quạt này thì cụ thể là khoảng những năm 80. Như vậy tính đến nay khoảng 30 năm rồi, và chắc chắn nó sẽ còn hoạt động lâu đấy. Với kiểu này còn hoạt động lâu. Bây giờ bác chủ bác tháo ra rồi chúng ta cùng xem nhá. Đấy, ta tháo đi chú ơi. Đấy, đấy, cái chân chỉ có thế này thôi. Đấy, và chỗ này là hai cái vố nhựa này. Đấy, hai cái vố nhựa đấy để kẹp cái quạt. Đây, chỗ này là hai cái nẹp này, hai bên hông quạt này. Đấy, có thế thôi. Đấy, nào tháo cái này ra. Đấy, cánh quạt thì rút ra, cánh quạt thì rút ra cắm vào thôi chứ chẳng có gen vít gì cả. Đấy, nắp. Đấy, có thế thôi. Đấy, chú quay này đấy. Vậy thôi. Lỗ tra dầu này đấy, hai đầu đều có lỗ tra dầu. Quay đằng kia nào. Đấy, lộn đằng kia cái chỗ lỗ tra dầu lên xem nào. Bên kia. Đấy, chúng ta thấy cuộn dây là bóng dầu thế này. Tất cả có vậy thôi, không có tụ, có tiết gì cả. Cái này khởi động bằng vòng chập. Đấy, cánh quạt thì cắm vào, tốc độ rất là cao. Nhìn cái quạt này thì rất nhiều người nhớ lại một thời khó khăn đây. Đấy, bây giờ lắp vào thôi. Nào, lắp nào. Đấy, nó in này đúng rồi, Đấy, chính xác. Đấy, lắp ráp hết sức đơn giản. Rồi, cái này phanh ra mà thép này cứng ra phết này.
Được chưa? rồi Hai viên vào chưa? hai bên vào rồi À, đây. tốt. Cắm cánh vào. Thế thôi, rất là nhẹ nhàng. Cái quạt này là của điện cơ thống nhất các bạn nhé. Trước đây thì hầu như chỉ có mỗi cái điện cơ thống nhất thì họ làm cái quạt này thôi. Bây giờ điện cơ thống nhất là chính là cái nhà máy làm quạt Vinavin đấy. Đấy, chạy khá là êm. Đấy, khi hoạt động thì đôi lúc cái cánh quạt này này nó nóng nó tung ra này, là người ta phải đệm que rồi thì đệm giấy, rồi thì phía trong cánh quạt thì đôi khi phải bó buộc dây đồng, dây thép. Đấy. Đôi khi nó rung lắc này, những cái má kẹp này nó rơi ra này. Đấy, má kẹp rơi này. Rồi những cái vấu này nó cũng tung ra này. Quạt nó nhảy cồ cồ đấy. Đấy. Ngoài ra người ta có thể dùng cái quạt này có treo khắp nơi, ví dụ treo lên thành giường cũng được. Đấy, ví dụ như này. Đấy, họ cứ treo lung tung các nơi. Cả một thời kỳ dài bao cấp là hầu như là ai có cái quạt này thì rất là quý. Như kiểu bây giờ chúng ta mua được cái xe máy cũng nên đấy chứ. Đấy, nhìn cái quạt này thì chúng ta mới thấy là những cái khó khăn của thế hệ trước và thấy bây giờ cuộc sống thật là sung sướng, đúng không? Đấy, chào bạn nhé.